thời gian qua cộng đồng mạng dậy sóng với trào lưu truy tìm kho báo 673 000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển. Đây là trào lưu xuất phát từ đoạn clip ghi lại cảnh bà Lan trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024. Trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, có đoạn hội thoại giữa hội đồng xét xử và bà Trương Mỹ khi hội đồng xét xử hỏi bà Lan giấu khoản tiền 673.000 tỷ ở đâu, bà Lan đáp, tiền đang ở ngoài biển. Đoạn clip sau đó đã hình thành nên một trào lưu khiến nhiều người đu trên tìm kho báo bằng những bức ảnh chế. Ngày 13 tháng 5, tại họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời câu hỏi về việc xử lý hiện tượng người dùng mạng xã hội đu trên hay các ghép hình ảnh tìm kho báo của bà Trương Mỹ Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, Hiện tượng Duchen bắt nguồn từ cắt ghép phát ngôn của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa liên quan đến số tiền hơn 673.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn theo quy định của tòa. Trên thực tế tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan không hề có những phát ngôn xấu tiền ngoài biển khơi. Ông Lê Quang tự do nói, chúng tôi có nắm được thông tin và đã kiểm tra hiện tượng trên này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước đầy một tuần, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 4. Những người tham gia mạng xã hội đã cắt ghép mang tính chất hài hước vui vẻ, chứ không phải là nội dung lừa đảo mang ý đồ xấu. Tuy nhiên, đây cũng là hành vi thông tin sai sự thật. Mặc dù đây là những thông tin sai sự thật, song Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho hay, do có quá nhiều người dùng đăng tải thông tin nên không thể chặn, gỡ được trên không gian mạng. Ông Lê Quang tự do thông tin, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm người tung tin bản gốc nhưng chưa tìm ra. Với việc xử lý, chúng tôi có thể chặn, có một số tài khoản có lượng view, lượng theo dõi nhiều, chứ chưa chặn gỡ triệt đề. Về hướng xử lý, theo ông Tự Do, Cục Phát Thanh Truyền hình Thông tin Điện tử đã chặn có một số tài khoản đưa trên, có nhiều người lượt xem, lượt theo dõi. Cục Phát Thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng đã thông tin trên báo chí, cảnh báo người dân không nên đưa thông tin sai sự thật, cắt ghép phát biểu của những người khác trong phiên tòa để phục vụ nội dung khác có thể chỉ là nội dung hài hước giải trí nhưng vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng thông tin để người dân không cắt ghép, thông tin sai sự thật dù với mục đích hài hước cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi tòa án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trên mạng xã hội Facebook, TikTok đã xuất hiện trên xu hướng ra khơi truy tìm kho báo 673 000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Câu chuyện tìm kho báo của bà Trương Mỹ Lan này được cho là bắt nguồn từ dòng sờ tớt cải biên ở trên Facebook. Khi tòa được hỏi xấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan đáp và trả lời. Các ngươi muốn của cải của ta ư, ta giấu ngoài biển khơi ấy. Ngươi muốn thì ra đó mà tìm. Kể từ đó, người người nhà nhà đều đưa trên tìm kho báo, từ những tấm ảnh chế đến các video treo thuyền, treo thúng phóng ra ngoài biển khơi, thu về hàng trăm nghìn lượt thích. Tuy nhiên, người đầu tiên được cho là gọi lên trào lưu nói trên là một tài khoản trên ứng dụng Trust. Tài khoản này có tên là Nemours, đăng tải sở tớt với các tình tiết được ứng tác dựa trên bộ truyện One Piece. Sở tớt trên đã quá viral với hơn 600 comment và hơn 10.000 lượt thích. Sở tớt này cũng đã khơi màu cho hàng loạt video hài hước ngoại truyện của các hải tặc đi tìm kiếm kho báu, thu hút sự thích thú của đông đảo cư dân mạng. Hàng ngàn tài khoản mạng xã hội đã đăng lại bài viết kèm theo hình ảnh, video cắt ghép với nội dung rủ nhau đi tìm kho báu. Các bài đăng lấy cảm ứng từ nội dung bộ truyện tranh anime và manga nổi tiếng có tên là One Piece. Trong One Piece có một nhân vật là người đã tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới và từ đó mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tặc mới. Trên mạng xã hội, một số người nổi tiếng cũng đú theo trên đi tìm kho báu hoặc cố tình hiểu là bà Mỹ Lan có dấu tài sản ngoài biển khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực. Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi có trên ra khơi truy tìm kho báo 673.000 tỷ đồng của bà Trương My Lan, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết kèm minh ảnh video truy tìm kho báo. Trước đó, như báo Sức khỏe và đời sống đã đưa tin, ngày 20 tháng 4, luật sư Giang Hồng Thanh là người bào chữa cho bà Trương My Lan, đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng liên quan tới những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Định Phát. Đơn đề nghị gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 và cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đơn đề nghị, sau phiên tòa sơ thẩm, mạng xã hội xuất hiện loạt clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã lan truyền tạo trên tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ có người dân mà rất nhiều người nổi tiếng khác, kể cả một số cán bộ chiến sĩ công an cũng đã tham gia vào xu hướng này. Trong đơn, luật sư của bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Cũng theo đó, luật sư đề nghị mong muốn Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ các clip ra khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội website. Liên quan về vấn đề trên, nhiều độc giả cũng đặt ra câu hỏi. Vậy, hành vi tung tin sai sự thật về bà Trương Mỹ Lan cất giữ kho báo ngoài biển sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào? Luật sư Trần Văn Giới, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi trên trước hết đã vi phạm điều cấm của luật an ninh mạng. Cụ thể, vi phạm điểm D khoản 1 điều 8, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Điểm AB khoản 3, khoản 5, điều 16 luật an ninh mạng, thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm và gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Về chế tài xử lý hành vi thông tin bịa đặt, thông tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 15 cách chéo 2020, sơ đổi bổ sung bởi Nghị định 14 cách chéo 2022. Theo đó, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cạnh đó, hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật của nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền tổ chức cá nhân vi phạm, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, bắt buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Lưu ý, mức phạt chưa áp dụng đối với tổ chức vi phạm, trường hợp cá nhân vi phạm ở mức phạt sẽ bằng 1 phần 2 mức phạt đối với tổ chức. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội vu khống theo quy định tại Điều 156, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Hoặc cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt thấp nhất của tội này là phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Định Phát vào ngày 11 tháng 3, Bà Trương Mỹ đã từng khai về những chuyến xe bí mật trở hơn 100 tỷ đồng ra khỏi ECB về tập đoàn Vạn Định Phát. Số tiền này không biết cuối cùng bà Lan sẽ làm gì, có cất giấu ngoài khơi hay không. Tuy nhiên, có một số kho báu khác của bà Lan đã được cơ quan tiến hành tố tụng xác định được địa chỉ và tiến hành thủ tục kê biên, đảm bảo thi hành án. Đó là căn biệt thự cổ tại số 110 đến 112 Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, giá trị mua vào là 35 triệu USD. Đó là 1.000 tỷ đồng mà tòa đã buộc ông Nguyễn Cao Trí trả lại cho bà Lan. Đó là 2.883 tỷ đồng nếu quốc cường Gia Lai trả lại để gỡ kê biên 6 bất động sản và ghi lại sổ hồng. Đặc biệt, bà Lan cũng có hàng loạt những bất động sản trải dài từ các quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai do người khác đứng tên hộ. Tổng thể, có 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp tới bà Trương Mỹ Lan bị kê đơn trong quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, bà Lan cũng đã hủy quyền cho con gái giao bán dự án Capital Palace Liễu Sai Ba Đình Hà Nội trong quá trình xe xử giao bán lên tới 1 tỷ USD. Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, chẳng phải lên rừng vượt biển chỉ là cái nhìn giá trị của số tài khoản trên cũng đủ biết kho báo của bà Trương Mỹ Lan thật sự đang ở đâu. Chỉ có điều, những kho báo này cuối cùng cũng sẽ phải vào việc thi hành án mà thôi. Đây là hậu quả tất yếu của việc tạo nên kho báo từ những đồng tiền do phạm tội mà có. Những lâu đài được xây trên cát, chỉ cần một con sóng cũng sẽ vỡ tan. Tại cuộc họp báo quý 1 năm 2004 của Bộ Tư pháp mới đây, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra truy tố vụ án Vạn Định Phát, các tài sản là vật chứng đã chuyển sang cơ quan thi hành án. Tổng cục thi hành án đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự để kiểm tra giả soát thủ tục pháp lý, vật chứng để đảm bảo thi hành án về sau. Ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết, khi bản án vụ vạn thịnh phát, phần dân sự có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án sẽ tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật.